Xin chào anh em quay trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay mình có hai cây rìu rất lớn muốn giới thiệu với tới mọi người. Hai cây rìu này thuộc về dòng rìu đốn hạ ha. Nguyên bản của nó là một loại rìu đa dụng, nhưng mà mình đã sửa nó trở thành những cái rìu chuyên đốn hạ. Thì đây ha, nhân vật chính của ngày hôm nay là hai cây rìu. Một cây là Colin Vintage, một cây là Plum Vintage. Thì hai cây này mình mua nó ở chợ đồ cũ của nước ngoài ha. Mua về mà sửa lại dán hết toàn bộ luôn và tra lại cán mới. Thì cây này tổng thể là dài 75 cm, chiều dài cán sử dụng thì nó rơi vào tầm khoảng trên 70 cm. Trước hai cây này mình đều tra nó với cái cán nguyên bản theo theo những cái cán truyền thống của Mỹ ha. Thì mình tham khảo trên khá nhiều diễn đàn nước ngoài, thì họ đánh giá cái những cái rìu Colin á với Plum thì có nước thép với trình độ nhiệt luyện rất là tốt. Plum thì mình cũng thử một cây double bit rồi, thì xài ok lắm. Thì bữa nay mình thử thêm một cây Colin nữa. Rồi còn cây Plum from Jersey ha. Cây này có chiều dài tổng vào khoảng 78 hoặc 79 cm. Thì rút kinh nghiệm từ cái cây True Temper Jersey lần trước thì mình đã cho cái cây này cán ngắn thôi, tại thực sự chiều cao của người châu Á không có cao được như là người phương Tây á. Thành ra cái chiều dài cán mình phải rút lại chút xíu mình xài nó mới hợp lý, chứ không chứ mình để nó dài quá thực sự xài nó không tiện lắm. Bây giờ mình thử vài đường trước với cây Plum Jersey ha. Thì form này là một form cực kỳ đẹp, và theo như mình thấy thì nó chuyên dùng để xử lý những cái cây mềm á, dòng phiêu lên để xử lý cây mềm. Thì một thời gian trải nghiệm với những cái lưỡi này mình thấy nó không thực sự không phù hợp lắm với điều kiện sử dụng ở Việt Nam, bởi vì cây ở nước mình đó, nó cứng quá. Thì kể cả các bạn có chỉnh sửa lưỡi này rất sâu đi ăn nữa, nó cũng không có hiệu quả khi làm việc được bao nhiêu so với những cái rìu mà bản tiết diện lưỡi của nó nhỏ. Rồi, thử nhát. Này mình đã hạ cái lưỡi này xuống một cái góc chuyên dụng, cho nên là cái độ kim của nó thì khủng khiếp lắm. Thì tại sao mình lại nhấn mạnh như vậy? Tại vì những cái rìu mà nó phải đạt được một chất lượng nhất định thì các bạn mới có thể hạ được góc này ha. Không có là các bạn chặt gỗ ở Việt Nam mình nó sẽ mẻ lưỡi hoặc là nó quăng lưỡi. Thì nói chung những cái việc như thế này các bạn phải hiểu nó một chút xíu hẳn nên làm ha. Hoặc là mình thử hạ nó từ từ mỏng dần, chứ đừng có đùng nhát làm liền, giống như mình rất dễ gây hỏng đồ á. Thì làm như vậy các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian để khắc phục lại và xử lý lại cái lưỡi đó. Ồ, rất là phiền luôn. Thì đó là lý do tại sao mà những cái rìu lớn thì mình hay mua hàng nhập ha, để chủ yếu để đảm bảo về cái chất lượng và mình thử nghiệm cái các góc mài khác nhau á. Thì cây này thực ra cũng không phải là flat hoàn toàn đâu, nó hơi convex á. Ở đây là một góc convex mỏng chứ không phải là flat đâu nha.
này dướng rồi. Đây cô lên nha. Nhát. Chặt bên này nó không có chắc á. Bọc bông thật ra nó không chính xác lắm cho nên mình chặt thử nhát bên đây chứ ha. Thì nói chung là các bạn mà hiểu về những cái trường hợp sử dụng gốc mài này rồi thì chuyện mà các bạn làm chủ nó theo mình thấy thì dễ lắm, không có khó ha. Thì nhìn chung á, sau khi thử sơ thì mình thấy chiều dài cán của nó thì dù tạ người của mình là cao 1m7 thì cầm cái 78-79cm nó vẫn hơi dài xíu. Nếu như mà chặt ở những cái thế cao như thế này nè, mà người mình đứng thấp á, mỗi cây 75 kia là nó được hơn nha. Bởi vì thành ra những cái rìu nước ngoài mà nó dài 90 về á, mình nghĩ là nếu các bạn mà sử dụng là đều phải có cái bước xử lý cán nó hết để cho nó ngắn lại ha, xài sẽ phù hợp hơn. Đây là nguyên dãy giật của mấy buổi trước nè. Bữa nay test cái này cho bạn Thọ, bạn chặt thử trước nha. Hầu hết là khi thử nghiệm một cái góc nào đó mới thì mình hay đi chặt thử mới đi đến kết luận, chứ thường cũng sẽ không kết luận liền. Thì thử nghiệm thì mình thấy rìu mà các bạn áp dụng một cái góc convex cao á, nó cho cái hiệu quả nó tối ưu hơn rất là nhiều thứ so với một góc flat thông thường. Thì hôm nay đi thử là mình muốn thử xem là cái độ giữ cạnh của nó có được lâu hơn là cái góc scandi hay là góc flat hơn thôi. Ok, nó ngã lâu chưa ta? Lâu lắm rồi. Nhưng mà tại cái góc nó còn á. Cái cây này nó ngã cũng lâu rồi cho nên là quay cái góc cũng lớn á, ngã lâu rồi cho nên còn rễ mà nó vẫn sống rồi chứ nó chưa chết hẳn. Vì sắp tới có thể là mình sẽ làm thêm một cái lưỡi foam jersey nữa mà cán nó chỉ có 75 hoặc là 70 thôi, để xem thử cái hiệu quả khác nhau nhiều không. Tại vì mình thấy có một số thợ rừng chuyên nghiệp ở nước ngoài đó, họ sử dụng cái đầu rìu lớn như thế này mà xài cán có 70 à, rất là ngắn. Ừ, chặt thì em dập xíu không sao đâu, anh để cố tình để to để vậy anh chà bớt mà. Thank you.
vô vô phần trăm này nó hơi dính, vừa dính lửa vừa dính gỗ nữa. Rồi đừng cắt, giờ anh coi lại cái bị dừng dán bụng này. Rồi thứ cây câu liền nè, chơi ngay mắt luôn hả? Chơi ngay mắt luôn hả? Mắt này biết nổi trong đây nè. Bên kia đi. Cái này thì mình mài một góc con vét lớn. Tại vì cây này mục đích mình nhắm nó tới cái việc mà sử dụng để hạ những cái bộ rễ lớn ha, và tỉa sát gốc. Nếu như mà cây này, mình quên nói nữa, cây này nó sở hữu một cái gốc flat rất là cao, kéo dài từ đầu búa xuống tới lưỡi luôn á. Cho nên là mình chỉnh lại cái gốc con vét để giảm thiểu cái độ găm với lại giữ cái lưỡi nó bền hơn xíu. Này phá thấy tốt hơn đúng không? Phá tốt hơn lưỡi kia. Tức là mình tính toán theo kiểu nè, cái biên độ lưỡi của nó rộng không bằng lưỡi kia, và nó flat nữa cho nên nó ghim lắm, nên mình giảm cái độ đó lại bằng một cái góc bever con vét thấp ha, thì bù qua sớt lại thôi. Thử xong rồi nha, giờ tới mình. Thử cái mắt đi. Bên này bên kia ta. Đều như dao ha. Nè. Tẹt nói này giống lưỡi dao. Không quá luôn á trời. Đứng quá.
Em mắc. Mắc mà chặt hoài nó không tách. Bình thường nó khó tách rồi, cái này anh chơi ngay mắc nữa là nó khó lắm. Tại cái số gỗ này nó liên kết nhau chặt như gỗ bần vậy. Chặt khó tách sớ, như lại cái phần cái lưỡi nó mỏng quá. Ngay cái mặt cho bà. À. Dính cái cục này hỏi sao. Quá. Lấy luôn cái miếng mà nó ra luôn. Quá khó chặt. Này nó em thử cái mắt này cho. Giữa trưa nắng chặt quá mệt luôn. Bạn Thọ bạn thể hiện nha. Anh Lân nói cái phần dễ ăn là người ta ăn hết rồi, để anh ăn cái mắt. Giờ tôi ăn cái mắt này cho anh coi. Nè, có cần quay cơ quay cận không? Nè, quay gần luôn. Cận mắt không? Nè. À. Đó, đây, cái mắt thôi. Của bạn. Mắt của anh Lân nãy là scoot. Ai cha. Và các bạn thấy cái phát nảy nảy ra đó không? Mắt á. Nó góc chuyên dụng mà chặt còn vô đó. À có vài bạn lên móc mình hỏi tại sao tụi mình khai thác củi mà chặt sát nhau vậy ha. Thực ra là như thế này nè, nó có hai nguyên do. Một á là tụi mình chặt những cái mảng như vậy ra thì nướng á, than nó đượm lắm. Thứ hai nữa là điều kiện ở thành phố thì gỗ nó không nhiều, cho nên là phải chặt sát để tiết kiệm ha. Một công đôi việc. Chứ nếu như mà khai thác gỗ thực sự mà các bạn ở vùng nhiều gỗ thì cứ mỗi lóng cắt thì cách nhau ra từ 3 cho tới 4 găng tay là ok. Với lại mấy này tụi mình không phải đi cặt trộm nha các bạn, cặt có xin phép đàng hoàng. Thấy độ bén giảm xuống một chút rồi. Hay tại mắt đó, tại mắt. Tắt cái mắt này ra là được. Nè, ngay mắt. Ngày xưa thử cái cây jersey đỏ đó là mình định hạ nó xuống cấp chuyên dụng mà cuối cùng suy nghĩ lại thôi. Tại vì cây đó mình tra cán tới 90 lần nguyên bản luôn, cán zin. Ra nè các bạn.
nguyên mắt mắt. Đây. Đây. Nguyên mắt cái bá luôn. Anh em hút gỗ ra anh cái dầm đâm tay luôn. Ghê vậy. Đó nha, là gió tụi mình thử là toàn là đẩy giới hạn của thiết bị không á. À, chứ không à, chứ nếu như mà dễ quá là tụi mình cũng không có quay và đăng lên chi đâu. À, thật sự quay những cái khó nó mới có nhiều tư liệu để các bạn tham khảo. À, còn nếu như mà làm những cái dễ quá mình thấy thực sự cũng không cần thiết thì làm như vậy nó mang tính chất gọi là rồi sao ta, à, giống như làm cá có cái để các bạn xem giết thời gian thôi. Làm gì thực sự cá nhân mình thấy nó lãng phí thời gian lắm. Giờ là 11 giờ 10 phút, nắng muốn chết luôn. Ôi. Nè. Đó, sự xong mắt nha nè. Đồ sao sáng các bạn thấy rồi nè, mắt nè. Ghê không? Thấy không? Phải vậy. Nè, nhìn mặt tôi nè. Nó lên cù bắp đâu ai tính. Thấy không, nó cũng thở với ai thôi chứ. Là nguyên cái mắt luôn nè. Cũng thở với ai thôi. Châu hay gì không biết mệt. Thôi mình tạm nghỉ xíu để tạm nghỉ xíu để chặt tiếp nha. Mệt quá thì mệt. Rồi sau đây là các bạn thấy ha, mình chơi cái môn này ở Việt Nam mình là nó đủ thứ khó khăn hết đó. Thời tiết nó không ủng hộ, nắng nóng chặt nó nhanh xuống sức, rồi gỗ thì cứng hơn bình thường ha. Đồng đội me chụp hình nữa. Đồng rồi mua những cái lưỡi này nó cũng khó khăn nữa, vận chuyển khó khăn, tốn nhiều chi phí để vận chuyển nó về, rồi những cái gỗ làm cán nó cũng khó, tại xứ mình không phải là xứ rìu. Nhưng lợi con cái là gì nữa các bạn? Nè, tôi nè. Lên chuột, chặt là bao lên chuột luôn. Chặt cái này còn hơn cái tập chặt. Tạ nữa. Chặt là bao lên chuột luôn. Tuy mệt nhưng mà đi nó được xả sức vui lắm ha. Tiếp cái là quay vậy. Anh cầm chắc tay nha anh. Này có cameraman đó anh, không phải là cắm chân đâu anh. Nóng lạnh quá. Anh chặt này em không tin tưởng gì hết gì. Khó nói lắm anh. Ba em nói rồi, ra đường không tin cha con nào á. Má xém vô mặt rồi. Ủa nó tự tắt rồi anh? Ừ. Nó tắt mạng hả? Anh chạm vô màn hình cái là sáng. Ừ. Nó có cái chữ xác nhận đó. À. Bấm cái là sáng luôn. Ừ. Này để nó tiết kiệm pin. Ừ. Máy này quay ghê lắm, nó quay ghê. Hơn tiếng rưỡi luôn á. Ồ quá không. Cục pin nó quay hơn tiếng rưỡi. Sạc nhanh không? Sạc 20 phút được 80%. À, rồi má có WeChat không? Bởi vì anh đâu mua pin dự phòng đâu.
mà anh mua sạc dự phòng. À hợp lý. Anh mua cái chạm sạc hả? Ừ. Mua cục sạc dự phòng anh cơ. Ờ. À. Nó có mấy cái chạm sạc mà 50.000 ampe á anh. Thì nó nặng quá. Còn kia mấy, kia mốt chứ nhiều. Gì ghê vậy? Ừ. Mà đúng 50.000 không? Đúng, tụi nó có đúng mà, tụi nó anh nghĩ đi cục sạc từ 800 mấy tới 1 triệu mấy đó. 3-4 triệu cũng có nữa. Nghe ảo dữ. Cục Anker là anh mua gần 1 triệu bạc được có 20.000 à. Anker đồ xịn nói gì nữa. Nói chung thêm brand anh ơi, Anker em thấy là tốt thiệt. Mà nó mắc. Thôi, anh xài bằng anh sạc thiết bị mắc tiền thôi em. Thôi đừng nói chuyện gì nữa. Sạc thiết bị mắc tiền rủi nó xảy ra mạnh hệ gì cái mình tốn hơn. Đây là anh Thỏ. Anh nãy giờ anh bắt đầu thử thách, mình quay hơi muộn xíu, thử thách giặt rìu một tay. Cái rìu của anh Lân đi bộ. Mình không ăn gian nha, có anh Lân làm chứng là nãy giờ anh chỉ sử dụng một tay thôi. Mà anh nói sau cái lần chặt này anh đi về. Anh chặt hay thiệt, anh chặt cứ như người một tay. Dán lên anh ơi. Tách được cái miếng này ra thôi. Anh nghĩ giảm lực xuống xíu đi thôi. Anh thấy em hơi mỏi tay. Dạ. Thả đúng không? Không, không, không được, được. Quay quay với cái tay trụ này vẫn phải giữ chắc chứ. Rồi, một tay cháy. Vận động viên của chúng ta có phần hơi mỏi tay. Thua. Kiểu này không? Mỗi thua. Tay lắm, nó dùng hai kiểu, hai kiểu mấy. Mỗi tay lắm. Thua rồi. Thôi, cho chung là bạn Thọ mang chặt được tới đó rồi cũng khiếp rồi ha. Rồi, cái này, cái điều tới hai kiểu mấy rồi các bạn, nặng lắm, sai. Cái này mấy phao ta? 3 phao 2. Cái này 3 phao rưỡi. Nặng lắm. Là gần 1 ký. Ôi, cái chọn ngay cái mắt nữa chứ. Hèn chi, ngay cái mắt. 4 phao là nó 1 ký 8. 3 phao rưỡi này chắc nó khoảng ký 6 à. Nếu mà không phải mắc là chắc anh làm xong rồi đó. Ngay mắt hả? Ừ, ngay mắt luôn. Vì chặt hoài nó không ra. Hồi tâm điểm. Anh Lân chặt còn muốn ứ hự kìa. Anh Lân đã biết cách lấy cái điều kẹt rồi. Má bôi nữa. Đù, má canh hay cái mắt luôn, hay luôn trời. Trời ơi, trúng số rồi đó. Hèn gì, má cái mắt ẩn ở trong mới ghê chứ. Má cái này là kêu là mới bắt đầu thử thách nhưng mà chọn mức cao nhất rồi. Bà dữ. Nghe cái mắt cái nó như là nó bị nó được hộ thân cường giáp á. Né xíu rồi hả? Dạ. Bao chắc luôn. Đó. Ra được cái mắt rồi. Chúc mừng bạn Thọ trúng số nha. Quá đỉnh. Còn nữa chưa hết. Cái mắt. Tuyệt vời. Yep.
rồi. Ta đi cho lớn nữa. Bây giờ thành quả bây giờ luyện tập. Rồi, có nhiêu đây thôi, sơ sơ vài cái thôi. Rồi, buổi thử điều của mình kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Rồi, hôm nay 3 cây này. 5 lần đi bộ nè.